Tất cả mọi người sẵn sàng chưa nào? Yeah! Đội chuối, đội táo. Được rồi, hãy đứng vào vạch xuất phát nào. Chúng ta bắt đầu ngày nào, hãy cùng nhau cố gắng lên. Quyết tâm ta nhảy, 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 thì thể thao rất thú vị. Mau tiến lên nào, nhảy, nhảy, đợi ai sẽ thắng cuộc. Mau tiến lên nào, nhảy, nhảy, mình đã chiến thắng rồi. Một điểm dành cho đội táo. Yeah! Thử thách tiếp theo là thăng bằng qua cầu. Hãy giữ thăng bằng qua cầu nào, ta tự tin cố gắng lên. Hãy giữ thăng bằng qua cầu nào, thì thể thao rất thú vị. Không khó đâu mà ba mẹ, à đi thật nhanh sẽ qua thôi. Không khó đâu mà ba mẹ, à mình đã chiến thắng rồi. Một điểm dành cho đội chuối. Được rồi, thử thách tiếp theo là nhảy qua vòng. Chúng ta bắt đầu nhảy nào, hãy cùng nhau cố gắng lên. Quyết tâm ta nhảy, 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 thì thể thao rất thú vị. Mau tiến lên nào, nhảy, nhảy, đợi ai sẽ thắng cuộc. Mau tiến lên nào, nhảy, nhảy, mình đã chiến thắng rồi. Tuyệt lắm! Điểm thứ hai dành cho đội táo! Yeah! Cuộc thi vẫn chưa kết thúc đâu! Giờ sẽ thi chạy! Chúng ta bắt đầu chạy nào! Hãy cùng nhau cố gắng lên! Quyết tâm ta chạy, chạy, chạy! Thi thể thao rất thú vị! Mau tiến lên mình! Chạy nào! Điểm thứ hai dành cho đội chuối. Yahoo! Đội chuối, đội chuối. Đã đến thử thách cuối cùng rồi, chuẩn bị nào. Chúng ta bắt đầu di chuyển nào, hãy cùng nhau cố gắng lên. Chúng ta bắt đầu di chuyển nào, khi thể thao rất thú vị. Chúng ta sẽ là một đội tuyệt vời, kết hợp thi với nhau. Điểm thứ ba dành cho cả hai đội táo và chuối. Người thắng chính là đội táo và đội chuối. Chúng ta đã hoàn thành rồi, thi thể thao với gia đình. Cuộc đua đã hoàn thành rồi, rất là vui nhé các bạn. Chúng ta thắng cuộc rồi này. Này, ta còn nâng cúp thôi nào. Được rồi, nói kim chi nào. Kim chi. Trước tiên, con cần đảm bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cộc cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc cộc, mẹ đã về. Đó là mẹ các con. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc 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 cộc. Ba ơi, mẹ đã về. Xin chào mẹ yêu. Chào con yêu.
con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không được mở. Có ai bấm chuông kìa mẹ ơi. Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cộc cộc, ba đã về. Đó là ba đấy ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc 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 cộc. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Làm tốt lắm con trai. Yay! Có nhớ phải luôn gọi ba mẹ nếu như thấy người lạ đến nhà nhé. À, ba ơi, có ai đang ở ngoài cửa? Cốc cốc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Ông đây mà cháu à. Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ông đây rồi. Ơi, chào cháu gái. Cháu hãy nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không mở cửa. Cháu ngoan lắm. Cốc cốc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Hãy mở cửa cháu à. Chính là bà. Bà có biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Bà đến chơi nhà. Không mở cửa cho người lạ, cháu nhớ nha. Không được. Có ai đó ở ngoài cửa. Tôi đến giao pizza. Mẹ ơi, ba ơi, đó là người lạ. Vậy chú biết mật mã không? Chú không biết. Ba ơi, ba đừng mở cửa cho người lạ. Đó chỉ là người giao pizza. Chú ấy mang bữa tối đến thôi con à. Con rất đáng khen vì đã nói với ba mẹ khi có người lạ tới gõ cửa. Yay! Hôm nay chúng ta đã rất vui và học được cách nên làm gì khi có ai đó gõ cửa rồi đấy. Và chúng ta được ăn pizza nữa. Wow! Wow! Nhiều đồ chơi quá. Ta cùng nhau chơi thật vui. Chia sẻ đồ chơi nào các bé ngoan. Hãy bé yêu, hãy nghe lời. Ta không nên chơi một mình đâu. Chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ cùng những đồ chơi này. Bé John, hôm nay con đã mang theo gì? Chơi với Dino không? Không, của tớ. Tớ thích Dino lắm. Ta cùng nhau chơi thật vui. Chia sẻ đồ chơi nào em bé ngoan. Hỡi bé yêu, hãy nghe lời. Thật vui khi ta chia sẻ cùng nhau. Chia sẻ rất là vui. Jacob, hãy cho các bạn xem đồ chơi của con. Joe, con đã mang theo gì nào? Nhìn xem Fluffy, chú gấu nhỏ, mềm mại, xinh xắn, thật yêu lắm. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Giờ mình phải làm sao đây? Đừng lo lắng,
chúng ta sẽ giúp đỡ bạn ấy. Đồ chơi cũng là bạn tốt của mình, nào cùng nhau chăm sóc. Thật là vui khi chúng mình cùng chơi. Chia sẻ là quan tâm, phải không? Chia sẻ đồ chơi, các bạn ơi. Rồi Mia. Yay! Nhìn đây, chú rùa rất đáng yêu này. Rùa đi chậm, ta rất thích bơi. Lại đây chúng mình cùng chơi với bạn, chia sẻ thật là vui nha. Yay! Chia sẻ đồ chơi, các bạn ơi. Chia sẻ đồ chơi nào sẽ rất vui. Chơi với nhau, thích chưa đây? Ta không nên là xanh dương. Con hay mau chọn màu nước ép nào? Mẹ ơi, màu xanh lá. Thật thích màu xanh lá. Nào, con hãy tìm màu xanh lá. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả táo màu xanh lá. Trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào con xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu xanh dương. Thật thích màu xanh dương. Nào, con hãy tìm màu xanh dương. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả việt quất màu xanh dương. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào con xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Đỏ tươi, màu con thích. Đỏ tươi, màu con thích. Đỏ tươi, con tìm đi nhé. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả dâu tây màu đỏ. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào ta xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương. Ba hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu vàng đây, màu ba thích. Màu vàng đây, màu ba thích. Vàng tươi, ba tìm đi nhé. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả chuối này, màu vàng. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào mẹ ơi xem này. Màu đỏ, màu vàng.
quả cam này màu da cam. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nước ép trái cây thật là ngon. Cá thật nhiều màu sắc. Oh yeah, đi ra ngoài chơi cùng nhau thật vui trưa này. Oh yeah, đi ra ngoài ta chơi băng với các bạn. Đu 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 đá bóng này ơi không, đu đu đá bóng này ơi không, đu đu cháy mất rồi bạn ơi. Ôi không, quả bóng đã bay vào lửa trại và bây giờ lửa đang lan ra. Các bé đừng lo, chú sẽ gọi cho đội cứu hỏa. Đội cứu hỏa chú ý, ở đây đang có một đám cháy. Có một đám cháy trong khu rừng, chúng tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ tới đó ngay. Mau đi chữa cháy bạn ơi, có chúng tôi đây lính cứu hỏa. Yên tâm tôi có mặt ngay, nhanh ta hãy lên đường. Lên đường. Tu tu tu, xe cứu hỏa đi ngay tu tu. Xe cứu hỏa đi ngay tu tu. Nhanh thật là nhanh. Ui, các bé đứng xa ra nhá. Lo lắng, đội cứu hỏa đã tới nơi rồi. Lính cứu hỏa tới rồi đây, hãy xem tôi dập tắt ngọn lửa. Phun nước thật nhanh bạn ơi, yên tâm không sao mà. Du du du, phun nước thật là nhanh. Du du, phun nước thật là nhanh. Du du, hãy nhìn tôi đây. Đã kiểm soát được đám cháy, mọi người đã an toàn. Dập tắt đám cháy. Hãy nhớ rằng luôn đứng xa lửa trại và giữ các đồ vật ở xa ngọn lửa các bé nhé. Đúng vậy, làm như thế sẽ giúp các cháu vui chơi bên lửa trại thật an toàn. Chúng ta an toàn rồi. À đợi đã, chúng tôi có thứ này rất đặc biệt dành cho đội cứu hỏa. Linh cứu hỏa dũng cảm ơi, chúng tôi rất cảm ơn các bạn. Trao huy hiệu dũng cảm đây, thật vui khi đã an toàn. Đội cứu hỏa chú ý, mã vàng trong thị trấn đang có cháy. Ô, các cô chú phải đi cứu hỏa ngay bây giờ. Và đi cứu người nữa. Tạm biệt mọi người nhé. Tạm biệt. Chú xem ở kia
John, vé của mọi người nào. Của ông đây. Cho cháu nè bé cưng. Du hít, du hít. Ta vào đây để ta ăn. Ta vào đây máy bán hàng tự động. Ta ăn thứ chi? Bé đói chưa nào? Con nhìn kìa. Đây là toa để nghe người, để dành cho khi mắt liêm diêm. Thật là vui quá đi, gối này trông như những đám mây. Gia đình đi chuyến xe vui, mọi người ơi, chút chút và này cô bé đây. Wow, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi. Cảm ơn, cảm ơn. Tuyệt vời. Ua, đèn tàu. Đèn tàu đây, ghế trên cùng. Trên tàu đây, có rất nhiều thứ để xem. Nghe đâu đây tiếng còi. Wow. Ô nhìn kia, và ở bên kia, khi tàu đang đi. Chút, chút. Đang trong đường hầm. Nhảy disco nào. Yeah. Chuyện gì vậy? Đến với cuộc thi tài của gia đình cá mập. Kìa mập bé lại đây chơi. Kìa mập bé hãy tới đây. Chạy đi ngay mình sẽ bắt. Chạy đi ngay chơi rất vui. Mình cùng nhau đuổi và bắt cùng thi đua xem ai thắng cuộc. Tuyệt vời. Giỏi lắm các con. Cùng thi đua dùng gậy sắt mình chơi nhé. Cố gắng lên.
Wow, có tiếng còi xe kìa. Kem, anh có ý này. Ta hãy làm những người lính cứu hỏa đi. Yay. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi, làm người lính cứu hỏa thật vui. Đi giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi, làm người lính cứu hỏa thật vui. Đi giúp đỡ bạn mèo ngay, wee hoo wee hoo wee hoo. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi, làm người lính cứu hỏa thật vui. Đi giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Mau chúng ta giúp bạn mèo ngay, bạn yên tâm đừng sợ nhé. Đã có lính cứu hỏa ở đây, chúng tôi sẽ giúp bạn. Mẹ yêu ơi, con nghe lời mặc quần áo.
con sẽ không bị ngủ. Giường này thật ấm áp, đi ngủ nào con yêu. Con không thích à, con sẽ không bị ngủ. Nhìn bạn nhỏ này con, đi ngủ thật là ngoan. Giúp bé yêu khỏe mạnh và lớn hơn mỗi ngày. Dạ, dạ, mẹ yêu ơi, con đi ngủ thật là ngoan. Giúp con khỏe mạnh và lớn hơn mỗi ngày. Mẹ à, mẹ yêu ơi, hãy đọc truyện cho con. Hãy nhớ sau khi nghe truyện, bé yêu sẽ đi ngủ. Ngày xưa, có một chú khủng long khổng lồ. Chú rất thích vui chơi cùng các bạn. Chơi thôi nào. Sông biên dài chi đây. Cùng nhau cho chơi rất tuyệt. Bọn mình chơi với nhau, thật là vui biết bao. Hãy cùng đến con thuyền nào. Các bạn được. Cháu hãy xếp hàng lần lượt nhé. Em ơi nhìn xem đây, biển hướng dẫn. Hãy xếp hàng nào em. Ở đây. Nghe lời và đi theo anh em nhé. Ta đứng vào đây nha. Đợi đến lượt mình chơi. Không được chen lấn đâu. Xin lỗi nhé, cháu không đủ chiều cao để chơi. Em chưa đủ chiều cao. Nhìn này, sẽ không an toàn khi chơi. Bên kia, nghe lời và đi theo chị nhé. Ta chơi trò chơi khác. Em đã đủ chiều cao. Khi chơi mình làm theo quy định. Phải có vé mới vào được. Con yêu nhìn xem nhé. Máy bán vé. Rất thú vị phải không? Máy bán vé. Ta cho tiền vào và nhấn nút. Vé xuất hiện rồi đây. Hãy sẵn sàng nào con. Chúng mình cùng chơi thật. Chiếc ghế
sân rất nóng. Xích đu trong bóng râm mát hơn. Mát ạ. Ăn pizza nào. Yeah. Cùng nhau ăn nào. Lại đây bé yêu. Cẩn thận nhé con. Rất nóng con à. Cần đợi một chút. Kiểm tra nhiệt độ. Ta sẽ ăn khi bánh nguội hơn. Chỉ cần đợi một lúc là pizza sẽ nguội. Yum. Ôi, con yêu, con cần phải đi tắm. Đừng nên vội vàng vì nước nóng nha. Cẩn thận nhé con, không nên chạm vào. Willy bảo rằng con có thể tắm được rồi đó. Yay! Sam đang rất lạnh. Bù hô hô hô. Mẹ ơi giúp con. Con muốn đi giày. Đừng đi chân đất. Bạn sẽ bị lạnh. Robot xanh. Con đã cảm thấy ấm hơn chưa? Rồi ạ. Willy cũng ấm rồi. Mẹ ngửi thấy mùi bánh nướng. Đừng nên chạm vào. Đợi một chút nha. Cẩn thận nhé con. Lò nướng rất nóng. Mình dùng robot kiểm tra nhiệt độ. Rất nóng đây. Mình không được chạm. Bánh nướng xong rồi đây. Yay! Nhưng chờ chút nhé. Vì chúng đang rất nóng ạ. Chính xác. Cho thêm kem mát lạnh lên bánh. Cảm ơn ba. Willy, cậu thật là tuyệt. Con muốn đi ra ngoài chơi. Được thôi, nhưng trước tiên. Hey mẹ à, trời đang mưa đó, con phải làm gì đây? Trời mưa rất to. Ba với mẹ tìm cách giúp con được đùa chơi. Con hãy xem, ta sẽ cần phải mặc áo mưa dày đi mưa. Và ô nữa nha, con sẵn sàng chưa? Chúng ta ra ngoài chơi nhé. Mặc áo mưa, giờ mình có thể chơi con nhé. Tuyệt phải không? Yeah! Ta hãy cùng đùa chơi với nhau, mình nhảy thật vui, phải không bé yêu? Chúng ta sẽ cùng nhau đưa thuyền này con. Người nào sẽ chiến thắng đây? Ba chiếc thuyền cùng nhau tiến lên kiệt thuyền của con. Về đích trước tiên. Chơi dưới trời mưa rất thú vị phải không? Đi thả diều với ba mẹ. Ngoài trời đang gió to. Đừng vội mà. Khi ra ngoài mình cần phải mặc gì đây? Mặc áo ấm và quàng chiếc khăn. Rồi mình đi chơi. Con phải luôn nghe lời mẹ và ba. Mặc áo khoác vào nào em bé ngoan, rồi mình cùng đi ra ngoài chơi nhé em. Áo khoác sẽ làm cho người mình thật ấm. Lại đây bé yêu, ta hãy mau thả diều trời rất vui. Mình cầm chặt dây, đừng lo lắng nha. Đi ra ngoài chơi rất thú vị phải không? Con à, trời nắng chưa kìa.
trời rất nóng đó con. Đợi chút nào. Con có nhớ rằng mình cần phải mặc gì không? Nhìn xem này, đội mũ nào. Giờ mình có thể chơi con nhé. Con hãy xuống bơi đi nào. Yeah. Bơi thôi con yêu. Ta hãy cùng đùa chơi với nhau. Nào mình lặn xuống bể bơi thế kia. Bên ba mẹ bọn con luôn được hạnh phúc. Thật vui biết bao. Ta hãy cùng đùa chơi với nhau. Bể bơi tuyệt lắm. Phải không bé yêu? Đi ra ngoài chơi rất thú vị phải không? Tuyết rơi rồi các con à, cùng ra chơi nhé con. Đừng vội vàng. Khi ra ngoài mình cần phải mặc gì đây? Mặc áo khoác vào và đeo găng tay. Giờ mình ra ngoài chơi con nhé. Chúng ta sẵn sàng chơi thôi nào. Con, hãy nhìn chiếc máy nước chanh này. Có nhiều đồ ăn này với biết bao hương vị. Nước chanh thật là tươi đây rồi. Bé hãy uống đi nào. Uống nước soda. Yummy yum yum yum. Hương vị thế nào? Anh thấy nước chua chua này. Ôi, con yêu. Mẹ ơi, kia là gì ạ? Xin chào, hãy đến thưởng thức hải sản của chúng tôi. Có nhiều đồ ăn này với biết bao hương vị. Đâu bánh tôm cua với mực. Bé hãy ăn đi nào. Cắn miếng tôm này. Yummy yum yum yum. Hương vị thế nào? Con thấy nó hơi tanh ạ. Ấy, chào các bạn. Bánh taco, thử ăn nào. Có ngay đây. Chúc ngon miệng. Có nhiều đồ ăn này với biết bao hương vị. Chiếc bánh thật là ngon đây rồi. Bé hãy mau ăn nào. Cắn miếng bánh to này. Yummy yum yum yum. Hương vị thế nào? Ba thấy rất cay con à. Anh yêu, uống thêm nước nữa. Ta, mẹ, nhìn kìa. Lạc em. Có nhiều đồ ăn này với biết bao hương vị. Quê kem thật là ngon đây rồi. Bé hãy ăn đi nào. Cắn miếng kem mát lạnh. Yummy yum yum yum. Hương vị thế nào? Con rất thích cây kem này. Ba.
Wow, các con hãy nhìn kìa. Wow. Yay. Những chú vịt con thật đáng yêu. Chúng ta đi chơi thôi. Yeah. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng một chú đi đâu rồi, chỉ còn một chú vịt ở đây. Oh, một chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Ở bên này. Chúng ta đã làm được rồi, bé John. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng hai chú đi đâu rồi, chỉ còn ba chú vịt ở đây. Hai chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng ba chú đi đâu rồi, chỉ còn hai chú vịt ở đây. Ba chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Thật là thú vị. Quạc quạc. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng bốn chú đi đâu rồi, chỉ còn mỗi chú vịt này ở đây. Ôi không, bốn chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Chúng ta là vịt cướp biển. Yo-ho! Bơi sang bên kia thôi. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng các chú đi đâu rồi, chẳng có chú vịt nào ở đây. Cả năm chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Mấy bạn ấy đang ở đâu nhỉ? Em yêu, ở bên này. Wow. Yay! Trượt cầu trượt sẽ rất thú vị. Chơi ngay thôi nhé, năm chú vịt. Nào mình cùng kêu quắc quắc quắc, vịt con đi chơi thật là vui. Quắc quắc. Có chú vịt nào muốn uống sữa không? Con ạ. Quắc quắc. Cả anh nữa. Giờ mình cùng uống sữa ngay nào. Sau khi chơi sẽ rất đói bụng. Nào mình cùng kêu quắc quắc quắc, vịt con đi chơi thật là vui. Yummy yummy. Về môi màu hồng xinh xắn, đôi má này mình tô màu trắng, với chiếc miệng màu nâu nhé, thành cho con bé nhỏ này. Câu câu bé môi này màu nâu nhé, đôi má màu hồng thật xinh, với chiếc miệng màu đỏ tươi. Nào hãy xem chú lợn hồng. Ơi 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 ơi, chú lợn xinh xắn. Ơi 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 ơi, mình đang yêu chưa này. Lợn ơi ơi. Nào em bé, đôi má này mình tô màu đen, với chiếc miệng màu nâu nhé, thật dễ thương chú bò kìa. Mu 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 mu, chú bò sữa trắng. Mu 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 mu, mình đang yêu chưa này. Bò mu mu mu. Bò. Vẽ môi này màu đen nhé, đôi má nhỏ màu da chiếc miệng màu đỏ tươi. Nào hãy xem chú hồ kìa. Wow wow wow.
đâu, con bị ốm rồi. Đừng lo lắng, bác sĩ sẽ giúp con tốt hơn. Bạn nhỏ tiếp theo, Sophie. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám kia sẽ rất thú vị. Đây chính là máy chụp để bác sĩ thấy vết thương. Hãy đứng vào đây nào, em bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Giỏi lắm, Sophie. Con có thể chọn bất cứ thứ gì con thích. Cái này ạ. Yay. Giờ đến lượt Jacob. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Xem cân nặng xong mình, đo chiều cao nữa nha. Hãy đứng vào đây nào, đo xong mình chơi bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Con thật dũng cảm, Jacob. Muốn lấy đồ chơi không? Xe tải ạ. Anita, đến lượt rồi. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bác sĩ ấy kiểm tra này, đo nhịp tim của mình. Bé hãy ngồi ngoan nào, đo xong mình chơi bé à. Dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Con có một trái tim khỏe mạnh. Chọn một thứ đi nào. Chim cánh cụt, đáng yêu. Đến lượt con rồi, Charlie. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bôi thuốc vào vết thương này để nhanh khỏi đau bé à. Không sao đâu mà, không hề đau chút nào. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Tốt lắm, con là một cậu bé dũng cảm. Giờ con hãy chọn đồ chơi mà mình thích đi. Robot ạ. Và giờ đến lượt bé John rồi. Ôi bé yêu, bác sĩ sẽ giúp con tốt hơn. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bé đã bị sốt rồi, mình nên uống thuốc ngay. Sẽ dễ chịu hơn nhiều, em bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. John, con là một bệnh nhân tuyệt vời. Con hãy chọn một món đồ chơi mà con thích đi nào. Máy bay, máy bay. Zoom, zoom. Nhưng tạm biệt. Ôi, con yêu, con đã khỏe hơn nhiều rồi. Vào thang máy để lên tầng tiếp theo nào. Đợi và xếp hàng. Dạ vâng thưa mẹ. Đừng nghịch nhé con. Dạ vâng thưa mẹ. Mình phải đứng yên. Dạ vâng thưa mẹ. Cẩn thận mẹ ơi. Dạ vâng thưa mẹ. Nghe lời nào con. Không chặn cửa ra vào. Oh!
nó là thang cuốn. Ta muốn đi thang cuốn. Được thôi. Lên tầng tiếp theo. Mình đi thang cuốn thôi nào. Cần phải đứng yên. Mình đi thang cuốn thôi nào. Đừng nghịch nhé con. Ô không rất nguy hiểm. Đừng chạy bé ơi. Ô không rất nguy hiểm. Cần thang khi mình đi thang cuốn này. Cẩn thận nào, sẽ không an toàn khi con đứng vào vạch vàng đâu. Cùng đi nào. Cần chú ý an toàn. Cùng đi nào. Cần chú ý an toàn. Nhìn này bé ơi, nhiều viên kem rất ngon kìa. Giờ chúng ta cùng nhau đứng xếp hàng. Nghe lời con ơi, đừng nên chen lấn mà. Tan trước. Chúng ta cần xếp hàng đợi đến lượt nhé, bé John. Mình phải đứng đây. Đừng che lấn em à. Cần kiên nhẫn nha. Đừng che lấn em à. Đến lượt rồi bé ơi. Nhiều vị kem rất ngon kìa. Chọn vị kem nào. Bọn con thích kem này. Mình cùng ăn. Tiếp kem ngon mát lạnh. Con yêu, chúng ta cùng đi đến công viên thôi nào. Bé John lại đây với mẹ. Con sẽ ngồi vào ghế an toàn này. Con yêu, nó sẽ giúp con an toàn. Không, không, không. Con không ngồi ở đây đâu mẹ. Không thích ngồi ghế an toàn. Không, không. Hù, 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 con không ngoan. Con yêu hãy nghe lời. Không. Ghế sẽ giúp con an toàn khi xe đang di chuyển nhé. Con yêu ơi, ô tô bé này. Dạ, con sẽ chơi ngoan. Ta đi chơi nhé. Đi công viên thật vui. Ta đi chơi nhé. Đi công viên thật thích. Mẹ ơi. Con yêu, rất an toàn khi con ngồi ở đó. Con thấy không? Con không ngồi ở đây đâu mẹ. Không thích ngồi ghế an toàn. Không, không. Con không muốn. Con yêu hãy nghe lời. Ghế sẽ giúp con an toàn khi xe đang di chuyển nhé. Nước ép cho bé này. Dạ, vâng, con rất thích. Ngồi chắc nha. Chúng ta đang đi qua con đường gập ghềnh. Ta đi chơi nhé. Đi công viên thật vui. Wow, nhìn này. Chiếc ghế này đã giúp con an toàn. Con không ngồi ở đây đâu mẹ. Không thích ngồi ghế an toàn. Không, không. Con không muốn. Con yêu hãy nghe lời. Con xem ở bên ngoài sẽ có thứ gì nhé. Đó chính là xe cứu hỏa. Yeah. Wee wee. Chào cháu bé. Đừng quên thắt dây an toàn nhé. Nhìn kìa, chú ấy thắt dây an toàn giống con đó. Dạ, vâng mẹ yêu ơi. Con không ngồi ở đây đâu mẹ. Không thích ngồi ghế an toàn. Ôi, cẩn thận!
long Dino đã rơi xuống vì cậu ấy không ngồi trên ghế an toàn.